Người đàn ông này trong lúc đang bơi xuồng đi câu cá thì bỗng có phát hiện lạ. Đúng rồi, phải lấy điện thoại ra live stream liền mới được chứ. Ủa, hình như ở trên bờ sông đang có một sinh vật gì đó rất to lớn thì phải. Anh trai làm ơn phóng to lên để cho chúng tôi xem rõ với ạ. Ôi vãi đạn, đó là con gì mà quái dị thế nhỉ? À, mình nhận ra rồi, thì ra đó là một con chăn anaconda các bạn ạ. Một con chăn phải nói là siêu to khổng lồ luôn mới ghê chứ. Anh chàng này chỉ dám đứng từ xa quay video mà thôi. Có thể bạn chưa biết loài chăn anaconda là loài chăn lớn nhất trên thế giới. Ái chà, mọi người hãy chú ý quan sát vào bên trong cái miệng của nó đi. Có vẻ như con chăn này đang cố gắng nuốt một thứ gì đó thì phải. Vãi chưởng, kích thước của nó còn lớn hơn cơ thể của anh chàng này luôn. Trời đất ơi, chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Có một con chăn nhỏ hơn đang bò ra khỏi miệng con chăn khổng lồ kia. Hên là anh trai này có quay video lại để làm bằng chứng, chứ nếu không về nhà kể chắc cũng éo có ai tin đâu. Có khi anh ấy còn bị chửi là đang xạo ke cũng nên. Chú chăn nhỏ hơn đã nhanh chân bơi xuống nước để tẩu thoát rồi, còn con chăn khổng lồ thì chắc đang tiếc hùi hụi vì bị sổng mất con mồi. Mấy con chăn anaconda này còn ăn thịt cả cá sấu nữa cơ mà. Sau một lúc thì nó cũng lẳng lặng mà trườn xuống nước luôn. Bây giờ anh chàng này sẽ về nhà và kể cho hàng xóm nghe những chuyện đã thấy. Ai mà không tin thì ổng sẽ lấy video cho họ coi luôn. Cảm thấy câu cá ngoài sông gặp mấy con chăn khổng lồ nguy hiểm quá, nên anh ấy đã về nhà rủ thêm mấy đứa bạn đi kéo lưới bắt cá cho an toàn. Ái chà, mới lần đầu thôi mà đã có cá rồi kìa các bạn. Ngon lành, mới lần đầu thôi mà đã bắt được 3 con cá rồi. Để xem lần tiếp theo này họ sẽ bắt được những con cá nào nhé. À, đây là một chú cua đồng không có gì đặc biệt cả. Ôi, lại có thêm một con cá lóc nữa hả mấy anh trai? Mấy anh chàng này cũng chịu khó bắt cá qua đi chứ. Họ sẽ đưa tấm lưới vào trong những bụi cỏ, bởi vì những con cá thường hay vào trong đó để ẩn nấp. À, họ vừa mới bắt được một con cá rô phi nè mọi người. Ơ kìa, do cầm không chắc nên con cá đã trượt khỏi tay của anh ấy luôn rồi. Cameraman này hơi báo rồi đó nha. Họ sẽ cùng nhau bắt cá như vậy, rồi số cá sau đó sẽ được bán lấy tiền, và số tiền này sẽ được chia đều cho tất cả thành viên nha. Ôi trời đất, quỷ thần thiên địa ơi, cái quái gì đang diễn ra thế này? Họ đã bắt trúng một ổ cá khổng lồ luôn các bạn ạ. Vãi đạn, số lượng cá trong lưới phải nói là quá khủng khiếp. À, mà đó là loài cá gì thế nhỉ? Nhìn giống cá lóc nhưng mà không phải các bạn ạ. Thôi, hôm nay thu hoạch được đàn cá to quá, nên bây giờ họ sẽ về nghỉ sớm luôn. Bán hết đống cá này chắc cũng được cả chục triệu đấy chứ. Chúc mừng mấy anh trai nhé. Chuyển cảnh khác thì có một anh chàng khác đang đi ngoài ruộng. Ơ kìa, có một con cá màu trắng đang bơi kìa các bạn. Ái chà, có vẻ con cá đó bơi nhanh quá nên anh chàng này không bắt được các bạn ạ. Có cố gắng nhưng vẫn éo bắt được con cá luôn. Ơ kìa, có một con ếch đang ngồi trên tảng đá. Vãi nồi, khi cầm con ếch lên thì anh ấy mới nhận ra là ếch giả. Không biết ai chơi kỳ đặt con ếch bằng nhựa ở đây thế nhỉ? Tịch thu luôn đi anh trai ạ. À, hình như anh chàng này lại nhìn thấy thứ gì đó nữa rồi. Rõ ràng đó là mấy con cá nhưng chưa biết là loại cá gì thôi. Nào, anh hãy mau bắt nó lên để cho chúng tôi chiêm ngưỡng với ạ. Vãi chưởng, con cá thật thì anh ấy không chịu bắt. Anh ấy lại chụp con cá nhựa này làm cái gì vậy cơ chứ? À, đây rồi, cuối cùng anh ấy đã bắt được một con cá đầu tiên. Thì ra vừa rồi chỉ là một con cá mề dinh mà thôi mọi người ạ. Ôi, còn chú cá có màu cam này là một con cá chép nha. Ái chà, còn con cá chép này hơi to àng nha. Anh ấy phải bắt lại liền chứ đâu để cho nó bơi đi được. Ơ kìa, đây là một con robot mà nhỉ? Chắc là của mấy đứa nhỏ choi xong rồi bỏ lại đây ấy mà. Nói chung là anh ấy sẽ tịch thu hết, không tha món đồ nào cả. Đem về cho con anh ấy chơi cũng ổn áp phết ấy chứ.